cho đụng máy nghe không? Có đi hết rồi, trải ở đây nè ông Phúc. À, à, cái tường dạ. Con gom gọn này lại hết đi. Để sáng cho trong thôi. Cô ba ơi. Ừ? Cô đang sức nè. Ôi, dạ dạ. Lau khô chưa? Rồi, khô bứt khô. Kem kìa. Có mỗi người đó ăn kem, con có bánh lăng kem vô rồi. À, người lớn lít ra có điều hết á. Chị ơi. Có rác không? Rồi gom gọn lại hết đi, cất mấy cái đồ này xuống đi. Anh không làm chứ. Mà đẩy cái máy xuống vô. Có máy. Thôi được rồi, ba lại. Không biết đợi đi nhìn đó. Rồi đó, coi ra ngoài cố, ngoài đường ba lại xong nha, xong xong rồi đó, cái đủ cố. Anh nắng ra. Ăn gì chịu nồng, khỏi ăn. Ngon nha. Vô, lại không bay, ăn qua. Câu hỏi cô hai, con muốn được phép kêu hết mọi người ra ăn lớn xuống ăn chồng nào, bỏ xuống. Bỏ cái ông cầu. Người lớn chưa có ra ăn, mình ăn như vậy là mình không có dân quá. Kêu ăn cái nhà nhào cho mình ăn liền. Chờ cô hai ra, cô ba. Rồi kêu hết mọi người ra. Cô hai cố cô đâu, kêu cô. Vô, vô mời cô hai ra. Vô kêu cô hai ra. Nào, vô kêu mọi người ra. Kêu cố ra luôn nè. Rồi, ra. Ra luôn nè, ra luôn nè. Bút trang nó đang làm rồi. Cả nhà đó còn nhớ thì phải lấy ra hết gì. Mời cô ba luôn. Đứng ngay cái máy. Trần đứng xa xa cái máy ra một chút đi. Không. Mặc áo luôn gì là sự quay phim mà. Cái này thì phải có những cái kinh. Đâu rồi, ra hết đi ăn nè. Rồi tập hợp lại. Lấy cái muỗng mà lấy ra sao con lấy cái muỗng với cơm á, lấy muỗng giống như vậy ha, muỗng bên đó đó để múc kem vô rồi, chứ. Để ra ta lấy đi. Lấy ba cái. Rồi lấy ba cái này. Rồi, rồi. Ra lên đi. Đứng lên. Cái này qua lấy nè, để cái này gì. Bởi không biết cửa của ai vậy. Rồi rồi ăn đi, ra đi. Rồi mọi người đâu, ăn đâu, vốn đâu. Cái đóng báo này là có ai đặt lên đây. Đây. Rồi lấy thêm đi, rồi lấy hai ba cái muỗng đi con. Rồi ra ăn hết nè. Đây tập hợp ăn kìa, để cho có ba cho nhìn đông người. Ừ, múc kem ra đi, múc kem ra đi. Múc ba kem rồi con. Cái gì hộp, hai hộp tặng hộp nhỏ xíu. Ờ, đó hai hộp tặng hộp vậy đó. Thì mua hộp nhỏ, thì mua hộp lớn, tặng hộp lớn. Giá mua hộp lớn, mua hộp hộp là nửa tiếng, hộp thì hộp tiếng. Thì thấy có đơn giản mà. Mua lượng lớn ở nhà toàn là dân không mua lớn. Mua gì chứ tặng con lớn. Nó làm đẹp quá kìa. Nó làm đẹp quá nè. Thôi chút xíu. Cái bút lại con thì lại cái lớn. Con lửa này. Ủa, giờ ông hai đứa thừa con. Con bốc lên nè. Rồi hai ông cháu ông thừa qua thôi. Mua cái bánh chơi. Đợi đi, có mấy cái này nữa chi. Kìa ống chay nó ngồi đây. Rồi, rồi, ăn miếng miếng đi. Chạy ra mua vali, vani gì đó đi. Không có. Vali không có. Trời ơi, có cả luôn á. Không sao đâu, cứ người ăn lấy vị thôi. Ăn vị, nhà mấy đứa này ăn lấy vị chứ ai ăn lấy vị. Có học lớn. Rồi ra mua bốn hộp lớn lại lại đây đi. Ai đi ra mua, Tùng ra chạy ngoài mua nó đi. Đi tức. Mua bốn hộp lớn đi. Mua đi, ông ăn ra đâu biết rồi mua đi. Ba hộp lớn rồi, đó hai hộp tặng hộp. Hai hộp tặng hộp thì hai hộp sầu riêng, hai hộp vani, mua hộp lớn. Không, biết không rồi. Mua thứ nào nó tặng thứ đó. Thì hai hộp sầu riêng nó tặng hai hộp sầu riêng. Hai hộp vali nó tặng hai hộp vali. Hai hộp tặng cái hộp. Ờ đó, thì có hai hộp này, hai hộp kia. Rồi, có ba vậy mua tổng cộng là bốn. Dừng nữa cái máy cái đồ. Giờ mua bốn. Rồi nè, các thừa ăn rồi, ăn Khang đâu rồi? Rồi đâu rồi, kia bốn ra ăn luôn đi. Khang nó đang là cửa lọn. Ăn cái hũ này xong rồi múc kem ra. Đúng rồi, múc nói gì đúng đó. Cái muỗng là cô ăn cái này. Thôi rồi, ăn lẹ lên nè. Rồi Trang ơi, ăn lẹ ăn luôn đi. Nhà toàn là hãng không mà mua thì đâu, một chút xíu. Được rồi, tầm chút chai vậy. Có lửa chứ có hai đâu có mua. Có hai đâu có lửa đâu. Ăn này xong rồi, có em vô. Nè, đâu rồi, ăn Khang đâu? Ăn Khang đâu rồi, không nghe ăn Khang gì trơn hả? Khang! Đã lấy muỗng thêm. Này cũng ngon gì chơi. Đi xuống đây đi chơi. Nó có bánh lăng rồi, có dầu u rồi đó. Bánh lăng thì đâu có ngon gì làm gì đâu. Bánh lăng cũng ngon. Đúng rồi. Có thấy ngon. Có
ngon. Ngon không? Dạ. Tại con chưa từng ăn bánh lăng ở Long Xuyên là ngon á. À, đúng rồi. Mà bữa giờ Long Xuyên có dẫn đi ăn. Bữa Long Xuyên ba không có dẫn đi ăn, lúc mà đi ăn cơm tắm á, ba không có mua cho con ăn rồi. Nó ăn gì cái gì bánh gan? Hử? Ăn gan đâu rồi? Xuống rồi. Chán cái ăn chán. Còn phải lấy cái chén mà múc ra. Con phải lấy cái chén, còn không ăn thì mất lịch sự á, ra sao lấy chén con. Con trong keo đây nè. Con trong keo nhìn nó nè, con ăn gì nè. Con ăn hết cái này nè, rồi xong múc kem để vô nè. Để có cái muỗng đặc biệt kem. Ê, con nhỏ này. Cái muỗng chung. Cái muỗng này. Con không lấy cái muỗng đó vậy nha. Con phải lấy cái muỗng chung này nè. Còn con gái của ba kêu con lấy ba cái muỗng, con lấy con cái hả? Đâu, con lấy ba cái mà. Lấy cái muỗng không thiếu à. Ba muỗng à? Ba muỗng này để cho ba hộp rồi, lấy đi, lấy đi. Lấy thêm hai cái muỗng. Cô ba ơi, lấy hai với cô hai là ba cái. Ờ, cái hộp mà nãy ăn đâu rồi, mẹ giật luôn rồi. Thì con lấy thêm cái hộp ăn nữa, con làm kem. Nè, lấy cái muỗng nè. Lấy cái muỗng múc ra, chứ không lấy cái muỗng mình để vô miệng, mình múc vô đó là mất lịch sự. Ờ, lấy muỗng này nè con. Đấy, nó gì nói nó chùa lè. Đúng rồi, tới rồi. Thôi cái này con miếp ăn cái lớn gì mà. Rồi, ăn cho mình vui. Mua mua mấy hũ lớn. Rồi đi mua thêm rồi. Thôi ăn sữa chua đi cho đẹp da. Ăn kem lại đây ngồi ăn. Có mua thêm mà kẹm hả? Ừ. Cái khẩu trang đó, con nhỏ đó nó nói là đúng rồi đó. Không có đụng son mà thiệt, không đụng son. Nó có nói không? Có đó, con gái thấy son đi ra ngoài đường hay đụng đeo này không có thì thiệt. Bởi sáng cố tráng con thai son thử không dính cái nào. Cái này nó không có muỗng cho mình đâu. Không, nó phải cho muỗng. Ừ, thôi không được. Bữa nào để cái muỗng này gì vậy? Để muỗng lại đàng hoàng coi, dính kem tùm lum tùm la. Hai con nè, con để hai muỗng này thôi đó. Muỗng muỗng. Ừ, nó làm bông đẹp á. Bác kéo vào kia ngồi, để cô ba quay phim con ngoài kia rồi. Đó, ngồi kế cô hai á. Ơ, con tưởng cái này cái điện thoại. Để chú lấy gì là tính là có 5 con xe một cái đó. Cái gì? 5 con xe một cái. 5 xe một cái. 1 trang á. 86 ngàn 10 cái, là 86 ngàn 20 cái. 20 cái trắng, rồi nó cho một cái cái số 10, cái mà thì có 20 cent, 25 cent một cái à. Thì tấm sen nó bán không phải nó bán mắc, nó bán giá rẻ mà. Một đô là 17 ngàn, 16 ngàn đi. 5 đô là 8 ngàn. 8 ngàn là 4, 50 cent là 8 ngàn, 25 cent một cái. Không thêm cái kia nữa. Lấy bánh này bỏ vô nè, bớt ăn ngon. Mấy này qua bên đó mình mang là nó biết chắc mình muốn đúng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Singapore bán cái mà chị mang, cái đó ở Việt Nam đâu có nào có mà. Tấm sang bán đó. Bán không phải màu đó. Cái thương nhãn xanh, màu xanh là phải thương bán rồi thương qua cho được rồi. Cho mình muốn mua cũng bán nữa mà năm mấy đô một hộp. Mà nó màu xanh nữa kia màu trắng thì cũng vậy, cũng giống nhau. Nó chắc mà cái màu là cái nó tặng đó là không có bán chứ. Mình tính là gì rẻ mà đẹp nữa, chắc chắn. À, cô ăn gì kỳ vậy? Thì cái tư nói ăn gì đâu có đúng đâu, ăn gì kỳ. Cái này bác tư nó dầm ra đó, nó dầm. Rồi anh. Đề nghị tập thể dục nha, ăn đụng nhiều quá. Ăn nằm má liền. Luôn. Ăn nằm liền lắm. Ngon. Ngồi để nảy lắm. Ăn rồi nằm liền. Thôi đi bộ nhiều. Ngon. Ngon. Để tiêu bớt mỡ, tao khi ăn. Nhiều khi muốn đi nhưng mà cứ xa cả đường sợ. Mình biết. Sợ gì chứ đi hồ. Chứ có gần ai đâu mà. Hồ cảm. Gì chứ sợ gì. Chị phải tập ít nhất 1 ngày 1 tiếng đồng hồ nó mới có tác dụng, mà còn đi có 1-2 vòng về nó không có tác dụng đâu. Ừ. Để đợt sau về sẽ Hồng Phúc cũng phải thường xuyên sống phúc mụn nghe chưa. Dạ. Có được nặng, có được móc không? Cô ba, ba cứ mang là chú má không có mụn mà ở trên chén có mụn mà. Thức khuya, thức khuya. Đúng vậy, thức khuya. Thì con phải sức thuốc cái thuốc đó đó, hiểu không? Rửa mặt. Cái tóc phải cột lên. Cái tóc đừng bao giờ che phủ trán giống như chị Hai An Khang vậy, khuôn mặt rất là xinh xắn.
không có để tóc phủ trán nha, không mẹ An Khang cái mũ nó cho nè. À, cái quần mà màu xám á cô ba cho chị Hai An Khang, tại vì Cát Tường không có nhiều đồ của cô Út rồi, hiểu không? Dạ. Bóng rồi giấy tờ nổi đơn ra thì nó sửa trên mạng. Ủa sao cô ăn gì được bỏ hả quỷ của gì? Tại giờ không cần, còn không giấy nữa rồi. Ok, giờ trên điện thoại luôn rồi chứ đâu cần giấy đâu, điện thoại luôn ra. Nó có cái mã code đó, nó scan ra là nó biết tiền giả rồi. Em không kêu ông này mút nữa gì đừng ăn cái mã vạch đó, có cái mã vạch đó nó scan ra là biết rồi. Nó sửa lại phường 12 chưa? Nó nói gì nào sửa xong thì báo thì mình kiểm tra lại lần nữa, đang sửa. Thì người ta đã đưa địa chỉ rõ ràng rồi, nhiệm vụ đưa ra tôi phải kiểm tra. Nó làm nó đến máy đã, không kiểm tra. Nó bên bệnh viện á, bên bệnh viện Hoài Hảo. Ai lỗi bên bệnh viện á? Làm căn cước cũng vậy nè, nó chỉ số cũng là nhẫn lộn như thường, ngày tháng năm sinh cũng lộn. Nó phải đánh máy, nó phải kiểm tra rồi. Bởi vì lúc đó nó kêu mình coi kiểm tra. Không. Bể con, đây, đây bên tôi bóp. Bể cái kiến á. Bóp ở đây, bên tôi bóp cho, đây. Bóp không? Bóp không? Cái bộ ít nhất là một cho ăn gì nữa. Để vô, để vô. Thôi, để đi, coi nửa tí nè. Đó. Không ăn gì nữa đó. Chị muốn cho nó tiêu mỡ rồi phải đi một tiếng đồng hồ, ít nhất một tiếng đồng hồ. Nửa tiếng là Diễm ơi. Còn nửa tiếng phút. Nửa tiếng là tập trung má. Đâu, đâu, đâu. Cái cường độ nó mạnh. Ở đây mình đi chị bộ, đi mình đi đâu có mạnh. Chị nè. Nếu muốn cái bụng gì nhỏ hương không cơ bà. Nửa tiếng là chị phải đi. Buổi sáng nửa tiếng, buổi chiều nửa tiếng. Nếu mình đi dục vậy vừa đi vừa cái tay vừa đánh tới đó. Ủa toàn nó rồi, ba con đâu? Hôm qua còn nó chạy còn cái phố nó tới 17 hết trơn. Nghĩ hả? Dạ. Chạy lộn đường. Đi giao đồ. Mà chạy còn 10 cây số nó tới 17. Mà sao kỳ vậy? Thì ở đây nó đặt cái tiếng nó đặt xạo ra. Đặt đi á, cái xạo gì cũng như cái đi 500 mấy, triệu mấy, 2 triệu nữa. Nó có trả tiền không? Có. Hôm qua nó chạy 3 cuốc, nghe nó 400 mấy, 3 cuốc xe. 3 cuốc xe 400 mấy? Dạ. Dữ gì? Người ta đặt đi đường xa. Ở đâu? Giờ vô mắn rồi, đặt hàng vậy chạy đi cũng đỡ, không có Covid. Người không cũng có Covid không. Ủa nãy nhớ là bạn không ăn mua 4 giờ. Hộp nữa kìa. Có mua thêm 4 hộp, 4 hộp là thành 6 hộp đó. Ừ. Ăn không có rõ như là đồn, ngon. Ăn hai mấy đứa ăn có này ăn là nhai biết không? Dạ cô ba. Cảm ơn. Cảm ơn. Đúng rồi, nhà An Khang với Hồ với Cát Tường của An Khang với lại Hào ngày hôm qua đi thi. Thi gì? Thi tiếng Anh. Đừng biết có. Là ở thi hồi nào đi cô? Em đi tối qua cái áp bớt cái từ mà thi định được chọn rồi đó. À. Mở cô ba. Để cái áp học tiếng Anh tự động á. Cái áp học tiếng Anh tự động á. Hai đứa thi không? Cô ba. Thi được nhiêu điểm? An Khang con thi được cái gì? Excellent. Con được 5 điểm. Chị Hai Khang cũng được 5 điểm. 5 điểm sao phải 10 điểm. Đã có 5 điểm một con nhất rồi. Ừ. Làm đúng hết. Làm đúng hết mới được 5 điểm. Điểm rất là nhiều. Ngon. Ngon ngon. Còn bất tư nó là để biết sao bất tư anh. Ở bà gái anh với bà này coi trên TikTok chị đúng không? Coi trên TikTok là theo. No, I know. Mọi người ngon không? Được. Vậy đó, mua ăn cho đã đi rồi hai đứa đó. Cái đó bự đó hả? Mua cho đã ăn luôn đi. Ba màu. Ủa bạn cái này chứ bự gì? Sao bự người ta ở ký người ta chỉ bự bằng cái này nó mấy lạng, mấy trăm gram. Kìa, nó gấp 2 cái hộp ở dưới rồi. 2 hộp. Nó mua gì nè, cho mấy đứa ăn cho đã. Có hộp bự gì không có bự, mua hộp nhỏ. Không, được gì đúng rồi bạn. Chị phải lựa, chị phải mua khác nha, không được vậy. Ừ. Rồi, cô cho đem nha. Mấy này giữ lại hết nha. Ba mà có dừa. Với gì? Dừa sô-la. Mấy dừa sô-la với lại. Rồi, cô luôn, múc luôn. Rồi, chơi